Xin chào các bạn, mình là Khánh Mình chuyên giới thiệu và review về những sản phẩm gốm xứ cao gốc của bát tràng Hôm nay thì mình xin phép được gửi đến các bạn một chiếc bình phong thủy với cái dáng là Mai Bình Sản phẩm với họa tiết chính là hoa sen Và đã được vẽ vàng lên bên trên họa tiết Toàn bộ họa tiết các bạn nhìn thấy hoa sen nổi đều được chạm trổ điêu khắc hoàn toàn thủ công bằng tay Bởi những đôi bàn tay của những người nghệ nhân rất là lành nghề ở trên cổ bình thì có những cái họa tiết hoa văn hình lá các bạn có thể nhìn thấy ở phần cổ bình những bông sen được chạm trổ điêu khắc mặc dù là điêu khắc nhưng mà rất là mềm mại cái màu của cái sản phẩm này nó là màu men xanh coban xanh tím than nếu như các bạn để trong điều kiện bóng tối thì nó gần như là màu đen còn nếu như các bạn để trong điều kiện của ánh sáng thì nó sẽ màu xanh tím than đây các bạn có thể nhìn thấy một cặp bình Cặp bình này với cái chiều cao của nó là 56, đường kính bụng của sản phẩm là khoảng 27 cm và đường kính chân của sản phẩm là 22 cm. Mọi thông tin của sản phẩm mình sẽ để ở mục tiêu đề, các bạn chỉ cần bấm vào tiêu đề là sẽ ra thông tin về sản phẩm. Mình sẽ quay sát phần dưới chân của sản phẩm, các bạn có thể nhìn thấy dưới chân được làm những họa tiết hoa rất là tinh xảo. Phần trên những bông sen với những cái cánh sen rất là mềm mại cả lá sen nữa lá sen thì có màu xanh lam nét đậm nét nhạt nếu như quan tâm đến sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại để đặt bên trên video hoặc truy cập vào website bát tràng info để xem thêm nhiều hơn nữa những cái sản phẩm gồm sứ cao cấp của bát tràng đây cũng là một chiếc bình hút tài lộc nhưng cái dáng của nó là dáng mai bình dáng cao những cái đặc điểm chung của những cái bình hút tài lộc đó chính là với cái bụng phình và miệng rất là nhỏ nó sẽ thu hút tài lộc vào trong phần bình và giữ lại như vậy nó gọi là bình hút tài lộc Đấy, Các bạn có thể nhìn thấy cái màu hoa sen nhé Màu hoa sen thì nó có màu vàng Màu vàng và ở bên ngoài viền những cánh hoa thì được vẽ thêm vàng 24k rất là sáng bóng Cái là hoa sen này không phải toàn bộ được phủ kín là vàng mà là được vẽ điểm viền ở bên ngoài Cái màu của hoa nó là màu vàng nhé các bạn nhé các bạn lưu ý ở Mình đang quay sát và các bạn có thể nhìn thấy cái chất men của nó vô cùng là sáng và phản sáng bóng rất là tốt Cái bông sen cũng vậy ánh sáng của nó rất là đẹp màu rất là đậm đà và đây là phần lá sen này lá sen cũng được thiết kế rất là mềm mại như chúng ta có thể quan sát cái độ nổi của hoa sen thì các bạn nhìn thấy độ nổi của hoa sen nó sẽ nổi lên phần cao nhất khoảng 2 cm nhé phần cao nhất những cái họa tiết của nó là hoa sen này, đài sen, lá sen và một số hình ảnh như con chuồn chuồn đang bay ở trong đây. Thì khi mà chúng ta nhìn vào nó rất là sinh động và đẹp mắt. Cả mặt trước và mặt sau của sản phẩm đều là hoa sen. Khi mà chúng ta quay các mặt thì đều nhìn thấy hình ảnh hoa sen. Khi mà chúng ta quay các bình với các góc độ khác nhau thì chúng ta sẽ nhìn thấy các kiểu hoa khác nhau. Rồi ok, xin chào các bạn.